Thôi chào cả nhà nha. Hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm bãi vắng cả nhà. Hôm nay trời nắng cũng khá đẹp đẹp nè. Nay đi thăm bãi vắng rồi có không? Có giờ quay về chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Đây vô đây thăm cái đầu tiên luôn. Cái đầu tiên này hồi lúc trước Tùng thăm thì cũng dính được một cặp của ngựa cả nhà. Cặp con ngựa cũng ký mấy. Hôm nay thì sao đây? Hôm nay tình hình thì còn im du. Rồi con chuột nó đi hy sinh luôn rồi cả nhà. Trời ơi, chuột gì mà. Chuột yếu quá. Hy sinh luôn. Cái này mà không hy sinh là có cửa dính nhựa cao cả nhà. Rồi bây giờ tới cái tiếp thì Tùng sẽ quay về chia sẻ cho nhà xem nha. Sát đường lộ quá cả nhà nên không có quay. Cái này lúc trước cũng dính được một con hành nè, xong hành ba Tùng đặt lại. Ôi gì đây? Trời ơi, trời ơi, dính cái gì không dính, dính cái con hổ ngựa chà bá nữa. Bánh mì khổng lồ. Trời nắng nắng này là bánh mì khổng lồ. Con lũ bánh mì khổng lồ chà bá luôn. Con bánh mì nữa cả nhà. Thăm chuột chết chưa? Dính con bánh mì. Bánh mì. Bánh mì vàng trái luôn. Trời ơi nó hung dữ. Rồi, phải tiếp tục cả nhà. Dạ, sẽ dính bánh mì. Đâu đây? Cái này gài thăm nữa là lần này được 2 rồi. 3 giờ chưa thấy nó chạy cả nhà. Điểm này trời nắng thì rất là ngon nha. Rồi con chuột hy sinh nữa cả nhà. Ủa chuột hy sinh sao có xương vắng? Gì vậy? Trời ơi chuột hy sinh này xương vắng chết ngắt nha. Ây da trời ơi. Dớt cái giò. Cái này xử lý cả nhà. Cái 7 ngày chỗ này hôm bữa thì Tùng lụm lên cái da bự lắm nè. Nè. Lột đây nó suốt lại đây còn miếng nữa nè. Nè. Con này một dọn hai là hổ hổ đất nha. Cái lồng Tùng dài kế đằng đây nè. Cái này nó có vô không? Ui. Du rồi trời. Dạ dướng gì không? Con chuột còn cái này. Chuột còn là mừng nè. Chuột còn là còn có lý nha. Cho lúa nó. Cho lúa nó luôn. Đặt lại luôn cái này. Con này thì nói chung ra con con rắn này thì giải thì Tùng thấy giống giống con hổ đất lắm cả nhà. Giải nó đen. Mà cái điểm 7 như vậy á gài đón hổ vện rồi nghe nha. Biết sao biết cái 7 ở đây đâu rồi ta, đằng kia hay gì á. Kia cả nhà. Đây nha, cái đồng sẽ lên. Rồi đây thăm. Cái bẫy đây rồi đã quay lại cái kia cả nhà. Nó còn có lúc xe giống gì quá trời đây. Lúc của mình sao đây. Ui bởi hàng con to to cái coi. Bẫy thì thấy còn nè. Giờ chuột chuột ối hay chuột hy sinh nha trời.
con chuột hy sinh. Mưa gió này. Đấy, chúng ta nè. Hy sinh rồi. Mốt Tùng sẽ quay lại đặt nha cả nhà. Tại mấy cái kia chết chuột quá. Gì đây? Có phân nè cả nhà. Phân này chắc phân hành nữa. Phân trắng nè. Lúa nè. Lúa nó ép bên. Cái gì phêu ấy. Ồ, được phân hành. Hành này chắc tầm đâu 3 lạng. 3 lạng hình như cả nhà. Con này tầm 3 lạng. Rồi. Tục cái nhà ơi. Sáng giờ thì chết chuột quá trời ơi. Chuột chết nhiều quá cả nhà. Rồi, tôi không mua chuột bắt lại nữa cả nhà. Chung ra thì nghề này cũng khó khăn cả nhà. Dí lắm nè cả nhà. Có chạy chạy hành gì không? Ồ, dính con hành chà bá luôn. Mới dở dạ thấy phanh luôn cả nhà. Vô nha cả nhà. Con này phê. Phê quá phê. Có lý. Là nay nay có vắng chạy đi trở lại mạnh nè cả nhà. Rồi tranh thủ rồi em mua chuột xuống để đặt lại nha cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Con này quá phê. Cục luôn. Sát đường không cái này. Trận bữa nay sao ai vô đây vui dữ rồi nè. Có thấy gì không? Rồi con chuột còn luôn. Lại lại cái này. Con chuột nó còn luôn. Rồi qua cái bên đây. Có phân luôn cả nhà. Phân trắng luôn. Ồ, con hành ba. Con này vô cũng khá lâu cả nhà. Khô queo con vắng luôn. Đâu. Tiếp tục cả nhà. Này dính toàn ngày mini không con cái này lúc trước thì đồng gài ăn hai gốc chuối này nè dính được con đại ca. Con đại ca cũng tầm 7-8 lạng vậy. Nay thì tuần giờ vô đây tình hình chắc trong đây không thấy nó chạy rồi cả nhà. Yêu chuột còn luôn, đặt đợi luôn cả nhà cho lúa nó. Nói chung giờ khu này vắng nó chậm chạy cái này. Đây anh em ta cũng đặt nhiều lắm chậm chạy. Phía trước cái đằng đó Tùng cũng có một cái luôn cái này. Này đi ra đây thấy coi có chạy không. Có trong gốc chuối này. Cái này cũng khá im. Cái này chắc con chuột hy sinh hơn rồi. Mình thấy giống nhất. Chuột còn, chuột mạnh quá. Là vậy luôn cả nhà. Gốc chuối này đeo hổ hành ngon lắm. Cái này chỗ này thì hổm Tùng gài nó bị mắc một con chuột nè cả nhà.
hôm nay có cái gì hay không đây. Cái gì vua. Ơi con này nặng rồi cái nè. Bữa hôm mắc chuột nha. Ồ vô con hành này. Hành này biết được gì không đây. Thấy cũng bự quá nè. Đồ hành này gì đó nè. Con này nửa ký. Con này nửa ký khỏe luôn. Im hôm nay có gì không giờ không phèo chuột còn sống luôn không chạy rồi, cái này đây cái điểm trong đây lúc trước cái đồng gại cũng có khá ngon rồi. Bây giờ thì trước nó ngập không có chỗ gài nữa giờ tùng sẽ gài các cái tường sắt tường thì nó có chạy không thấy trống queo rồi không chuột còn luôn. Chào thăm có gì khó không nha. Kế tiếp ở ngay bụi chuối này đừng có một cái. Tình nhận ngay bụi chuối này ngon lắm cả nè. Trời con chuột cằn gặm nó vô nữa. Con chuột này nó khoái vô quá ta. Xử lý cái nhà. Đi mệt ra. Mệt quá cả nhà. Ui. Ồ không thấy gì. Có lúa không? Lúa ém không kìa. Cái này thì chuột nó bơi nè. Nhưng mà Tùng thấy ở trong cái hôm thì có cái kẽm này có dấu lít láng lắm nha. Nhận không mấy không? Rồi nó phèo con gì đây có gì không. Ủa con hành, con hành ủa con hành nhất. Ủa con hành nó bự. Đi mệt mà được vậy là khỏe kèo rồi cả nhà. Ủa con này nó đã ngon nha. Nắng nắng lên nó đập chạy lại đi ăn lại con. Ồ con này được rồi. Con này là khá im luôn cái nè. Ồ nó phanh nó nè. Ồ nhà thấy không. Đầu trời dời luôn. Con này khỏe à. Chính con này là thấy khỏe đây nè. Rồi tiếp tục cái này. Trời cái đuôi thằng văng luôn. Vô kẹo nha. Lực chạy không cái nè. Rồi lật đoạn lật nghi rồi. Được khoảng luôn. Cái hũ dện hũ hành rồi mấy này ngon cái nè. Trời ơi dở già dính một con dện. Trời ơi vô rồi. Trời ơi vít lòng quá dữ. Còn cái mấy cái nè. Bích lòng luôn. Đâu? Ơ con rắn, con rắn. Ơ con rắn, con rắn. Cái chết chóc rồi đâu. Còn sống á, còn đầu á kìa. Rắn. 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 Quá. Bự gì ở đâu vậy? Gà em đó đó. Hai con luôn mà phải không? Hai gà vô. Con à? Về chưa? Hai con vô luôn, một cái được. Có một con một à? Con à, bụng ghê á.
Giá hũ vợn. Giá hũ ngọt phải không? Giá hũ vợn. Nó cài lẹ lắm. Sáng 7 gửi điện em đâu cầm bắt máy. Thầy xe đậu xe làm thế à? Không biết gắn nó dính hay sao. Đi, đi ngồi qua công an ấy. Hôm nay thì Tùng đi thăm bẫy trúng mánh được cái luồng bẫy rắn này cả nhà. Thấy không? Giờ anh không ngựa. Không anh. Quay qua coi rắn nè. Một đống luôn á. Hôm nay thì được hành nhất, hành nhì nè, 3-4 con. Không hành với con gì nữa. Con đó cỡ 1 ký mấy à, con đó. Quá trời luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Con có không ngựa, không gì cũng có hết đó. Alo nghe. Ủa ông sắm đó. Con nhìn đi con. Đây đem mấy con rắn làm sạch cho anh ăn coi. Đem đây. Hả? Ủa gì rắn ngủ vậy? Rắn hủ vện. Để cho sống đó. Bây giờ thì Tùng cũng có mấy ông anh đặt hàng hai con hổ hành. Hai con hổ hành này. Đó, hai con hổ hành với lại hai con hổ hành này với lại một con hai con hổ vợ, con vợ anh với con ngựa là Tùng sẽ đem đi giao nha. Đó. Còn lại mấy con này thì Tùng sẽ để lại. Con này thì chắc nó nằm tầm tới nửa lạng, nó số lạng cái này. Con này thì nó nhất hai con này. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ bắt bỏ lưới và đi giao nha. Rồi sẵn đây cho Tùng Trinh kết thúc cái video luôn cả nhà. Hôm nay thì trúng mánh với một cái phải rắn quá trà đá luôn rồi nè.